đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc đã hội đàm khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống tới Việt Nam của ông Moon Jae-in diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển tích cực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc đã thống nhất giao lưu cấp cao thường niên với các hình thức linh hoạt, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan của chính phủ, quốc hội, chính đảng và các địa phương hai nước. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong công nghiệp quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh và trật tự mỗi nước. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, đi đôi với việc thực hiện các biện pháp cân bằng thương mại, khuyến khích đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, năng lượng, môi trường, lao động, giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã chứng kiến việc ký các biên bản hợp tác về thương mại, cơ sở hạ tầng, giao thông và lao động giữa hai nước.